Người dân Nhật Bản đang áp dụng các giải pháp công nghệ để giúp họ tránh nguy cơ bị mất nước và sốc nhiệt do nắng nóng. Một loại đồng hồ đeo tay không thông minh có khả năng đo lượng mồ hôi hao hụt để cảnh báo người dùng về tình trạng mất nước hoặc sắp bị say nắng đang trở thành đồ vật không thể thiếu đối với những người lao động Nhật Bản phải làm việc ngoài trời. Thiết bị kết hợp máy đo độ ẩm với máy theo dõi nhịp tim, máy đo gia tốc và cảm biến nhiệt độ da. Các thông tin đo được sẽ được gửi qua Bluetooth để có thể theo dõi từ xa, kèm hệ thống mã màu biểu thị mức độ mất nước hiện tại của người dùng. Nếu phát hiện mức độ mất nước cao hoặc bất thường, cảnh báo sẽ tự động được gửi đi, báo hiệu người dùng cần nghỉ ngơi và bổ sung nước. Tôi rất lo lắng về việc có thể bị sốc nhiệt nếu làm việc ngoài trời lâu như thế này. Nhưng nhờ có thiết bị này, chúng tôi sẽ biết lúc nào nên nghỉ ngơi và uống bù nước sau khi đọc các cảnh báo. Khi điện thoại của tôi phát ra các cảnh báo bất thường, tôi sẽ ngay lập tức hướng dẫn công nhân nghỉ ngơi hoặc uống nước. Kể từ khi cho ra mắt thiết bị đeo này, nhà sản xuất cũng đã thu thập dữ liệu từ các công trường xây dựng, cho thấy nguy cơ say nắng đang ảnh hưởng như thế nào tới người lao động tại Nhật Bản. Có rất nhiều người mất 4 hoặc 5 lít nước qua việc đổ mồ hôi, nhưng họ lại chỉ uống bù vào khoảng 1 lít nước, nên nguy cơ mất nước của họ rất cao. Chúng tôi tin rằng nguy cơ say nắng có thể giảm xuống bằng cách sử dụng thiết bị này để đảm bảo cơ thể có thể đủ nước trong khi làm việc. Nắng nóng và nhiệt độ cao đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng đối với những người làm việc ngoài trời. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, số lượng công nhân nông trại phải nhập viện vì say nắng đã tăng gấp 4 lần lên 204 người. Trong tuần đầu tiên của tháng 7, trong khi 29 nông dân đã tử vong vì say nắng trên khắp nước này trong năm 2023, nhiệt độ cực cao đã thiêu đốt phần lớn khu vực Đông Á vào mùa hè này, với việc Nhật Bản cho biết nhiệt độ trung bình dài hạn của nước này từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn 1,76 độ C so với nền nhiệt thông thường, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1898.